Mọi người đã bao giờ ăn cơm dừa hay còn gọi là cùi dừa theo cái cách như này chưa? Ăn bằng chính cái phần vỏ của quả dừa ấy. Anh em nhìn tôi này. Vậy là bữa nay Pít đi về Bến Tre chọc dừa, vặt hoa quả, ăn cỗ dỗ miền Tây đã lắm luôn. Đầu tiên là chào buổi sáng với một bát hủ tiếu không thể đầy đủ chất hơn. No nê với nào tôm, nào thịt, nào trứng, đính kèm thêm cục xương to đùng. Hương vị dừng lại ở mức tạm được xương xương, nằm ở số 80 Cao Thắng, quận 3. Sau đó thì Pít qua Converse mua giày. Mẫu này cũng xinh, mà cái mẫu này trông cũng xinh, kiểu nhìn nó bị êm ấy. Lên chân trông được phết ha, cũng rất chi là da gì và này nọ. Áo phông thì chơi nguyên đôi đơn giản, một cái màu trắng, một cái màu đen. Đi xanh dương chán chê xong cuối cùng chọn xanh lá. Đây, quyết định chốt đôi này. Được rồi, đi thôi, mặc phách bách 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 bách. Mặc nguyên cái áo mới. Trời, không độ lòng người, rõ ràng quãng đường chỉ có 2 tiếng mà biến thành 3 tiếng mới về từ Bến Tre. Một tiếng chào rất là thỏ thẻ, rất là dịu dàng. Người ta gọi đấy là hướng nội part time. Thì chuyện là mình có người anh quê ở miền Tây. Cụ thể hơn như các bác thấy đây là xứ dừa Bến Tre. Này, nhà anh ấy có cúng dỗ nên là tôi cũng lân la xin đi ké khám phá cỗ miền Tây xem có gì. Xin được trân trọng giới thiệu, đây là món canh ngôi sao. Bởi vì cái nùi bên trong nó hình ngôi sao hay sao á. Trộm vía là phần nước canh nó có vị như súp mì tôm ấy. Ăn ngon lắm, không bị ngọt. Về gặp nhà này là không có ngọt đường. Chứ gặp nhà khác ngọt đường như chè là ăn con không được. Miền Tây là nấu cái gì cũng ngay hậu đường nhiều. Mà nhà này là không có hậu đường nào. Không sao bác ơi, con đã đi ăn kéo rồi mà hơi ngọt xíu con vẫn ăn được tốt. Ví dụ như cái món bò kho nè, hơi ngọt xíu nhưng mà bò thì mềm ơi là mềm. Chấm với lại bánh mì giòn nữa là số rách. Ngoài ra trong lúc ăn còn được biết thêm văn hóa thờ cúng của nơi đây nữa. Ví dụ như là ngoài chỗ mình thì con trưởng sẽ lo ma chay cúng dỗ, trong đây ngược lại con út sẽ lo tất. Với dao lẩu ở đây mình thấy có một cái rất là lạ, đấy là bông so đũa. Bác dễ thương dã man còn giải thích cho mình là do nó mọc như là hai cây đũa song song vậy nè. Ăn hết một bát bún đầy ức, nào tôm, nào thịt, nào nấm rơm rồi mình bắt đầu ra vườn chuẩn bị đi chọc hoa quả. Tất nhiên, nhiều nhất ở Bến Tre nó vẫn là dừa, xứ dừa mà. Bên cạnh đó thì cũng còn một vài các loại khác, ví dụ như quýt chẳng hạn. Đây, tôi đã có một khóa huấn luyện trên ninh vặt quýt trước đấy nhưng mà kỹ năng của tôi vẫn âm điểm. Chê. Trời ơi, kém thực sự, người ta vặt cái được luôn, tôi đây cứ 5 lần 7 lượt kéo lên, kéo xuống, kéo mãi, kéo hoài. Tôi bỏ qua chuyện ấy thì quýt miền Tây công nhận ngon, chua chua ngọt ngọt, nhiều nước thích mê. Quả chanh ở đây cũng to vĩ đại, bàn tay tôi cầm được có 2 trái thôi à. Kết hợp với mấy em cá nướng là đỉnh đấy. Lá cắt ăn cùng với bánh xèo hoặc là nấu canh. Anh bảo là có thể ăn sống luôn nên là mình cho vào nhai cái rộp 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 rộp. Má ơi, hậu vị nó đắng đắng thôi rồi. Mà đắng thì cứ nước dừa mà chơi, ở đây có thiếu gì ngoài dừa đâu. Tấm chiếu mới kêu là anh ơi để em vào nhà lấy uống hút nhá. Uống ở quê mà uống bằng uống hút đâu có ngon. Đúng, người từng trải cho hay là chúng mình phải uống trực tiếp, uống luôn như vậy nó mới ngon. Uống xong bổ cái quả dừa ra, lấy cái phần vỏ của chính nó, múc cái cơm dừa lên ăn nó mới gọi là perfect. Cách ăn hơi lạ tí, hơi dân dã một chút nhưng mà 10 điểm nha mọi người. Đúng chuẩn bài một lần ăn ngay đây này. Thu hoạch dừa xong đi ra vặt ổi, nghe đồn đây là ổi nữ hoàng ngàn hoi, hơi bị xịn đấy. Trời xong là cũng đúng lúc trời âm u mát mẻ, chuẩn bị mưa mưa chiêu dã man. Và với cái thời tiết này thì hợp lý nhất chỉ có là đi ngủ. Đánh một giấc no say rồi chiều về Sài Gòn, ghé qua Tiền Giang mua tô hủ tiếu sa tế nữa là đỉnh của chóp. Hẹn một ngày không xa nữa sẽ quay lại nha miền Tây ơi.